Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão, tỉnh xã Ngọc Lợi kết hợp cùng câu lạc bộ tình nguyện Sen Hồng, thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương xã Tân Tây tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Hồng Sương, ngụ tại ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Minh Mẫn, chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện Sen Hồng, thành phố Hồ Chí Minh, cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Mẫn cho biết được sự gieo duyên của Hòa thượng Thích Giác Nhân sau thời gian khảo sát, thấy được sự khó khăn của gia đình bà Nguyễn Hồng Sương khi phải ở trong căn nhà dọc nát mỗi khi mưa xuống. Hàng ngày, gia đình bà chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, cảm thông với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên câu lạc bộ thiện nguyện Sen Hồng quyết định xây dựng lại căn nhà mới cho gia đình. Tại đây, Hòa thượng Thích Giác Nhân tán thán công đức của Đại đức Thích Minh Mẫn đã giúp đỡ cho gia đình có một căn nhà khang trang trú mưa che nắng, đồng thời động viên gia đình sau khi đã có căn nhà mới, cố gắng làm ăn phát triển kinh tế ngày càng tốt hơn, tri ân các nhà tài trợ bằng cách giữ gìn căn nhà thật tốt, vì đây là tấm lòng của mọi người gửi tới gia đình. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Khánh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Tây gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã có tấm lòng chia sẻ đến các hộ nghèo tại địa phương, giúp cho sở nhà thực hiện tốt phong trào an sinh xã hội. Được biết, căn nhà tình thương được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn Hồng Sương có diện tích 70m² với tổng kinh phí xây dựng trên 120 triệu đồng do Hòa thượng Thích Giác Nhân và câu lạc bộ tình nguyện Sen Hồng thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Dịp này, các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng cho gia đình những phần quà ý nghĩa. Trong niềm hân hoan, gia đình bà Nguyễn Hồng Sương không kìm được sự xúc động gửi lời cảm ơn Hòa thượng Thích Giác Nhân và Đại đức Thích Minh Mẫn cùng nhà tài trợ đã hỗ trợ cho gia đình có được căn nhà mới. Bà hứa sẽ cố gắng lo làm ăn, từng bước thoát nghèo, không phụ lòng của mọi người giúp đỡ. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức cùng nhà tài trợ.